Bình Phước xử phạt 9 cửa hàng bách hóa xanh vì bán hàng quá hạn sử dụng. Vì sao 8 trong số 17 con hổ công an thu giữ từ nhà dân bị chết? WHO cảnh báo thế giới bước vào thời kỳ nguy hiểm vì Covid-19. Hàn Quốc bồi thường cho y tá bị liệt sau tiêm vaccine AstraZeneca. Bỉ báo động vì 7 người cao tuổi tiêm đủ vaccine tử vong do biến thể mới Colombia. Bộ trưởng Ba Lan dọa rời khỏi EU, tuyên bố không khuất phục trước hành vi tống tiền về tư pháp. Thị trấn Greenville của bang California, Hoa Kỳ bị cháy thành trò. Nhân viên sân bay ở 5 thành phố ở Trung Quốc mắc Covid-19 dù đã được tiêm vaccine. Kỹ sư Trung Quốc từng chen sóng truyền hình tiếp tục bị bắt giữ sau 13 năm tù giam và tra tấn. Hàng triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thập kỷ tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi một tin tổng hợp sáng ngày 7 tháng 8 của DGN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin trong nước. Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính 9 cửa hàng bách hóa xanh, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng và không niêm yết giá cả. Theo báo Jing, Thông tin này được Sở Công Thương Bình Phước cho biết vào hôm ngày 6 tháng 8. Sau thời gian cơ quan này tiến hành kiểm tra 3 siêu thị và 24 trong tổng số 60 cửa hàng bách hóa xanh trong dịch bệnh COVID-19 để chấn chỉnh hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm. Trước đó, một loạt cửa hàng bách hóa xanh ở Long An, An Giang cũng bị cơ quan quản lý thị trường lập biên bản xử phạt vì các hành vi không nơi biết giá cả hàng hóa, tính tiền khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng người dân mua hàng. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Chỉ sau vài ngày thu giữ từ nhà dân, 8 trong số 17 con hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bị chết. Dư luận quan tâm, nguyên nhân hổ chết khi trước đó chúng vẫn còn khỏe mạnh. Ngày 6 tháng 8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An xác nhận 8 trên 17 con hổ được lực lượng chức năng thu giữ từ nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã chết. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Hiện xác 8 con hổ đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật. 9 con hổ còn lại đang được chăm sóc và hiện chưa có dấu hiệu gì bất thường. Nguyên nhân dẫn đến hổ chết vẫn chưa được xác định chính xác. Theo ông Hải, bước đầu có thể một số nguyên nhân như gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng, quá trình bắt giữ đưa ra khỏi hầm gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tới sức khỏe của hổ, hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn hổ tự nhiên trong khi đó ông lê đại thắng phó phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên tri cục kiểm lâm nghệ an xác nhận với báo tuổi trẻ online rằng thời điểm ông có mặt kiểm tra cùng công an những con hổ này vẫn còn khỏe mạnh sau đó hổ được cán bộ thú y tiêm thuốc gây mê chuyển về khu sinh thái ông thắng cho biết quá trình này hổ được cho vào lồng sắt đã được chuẩn bị từ trước chuyển lên xe cầu chỉ chừng vài giờ đồng hồ hổ được đưa đến khu sinh thái về nguyên nhân hổ chết ông thắng cho biết phải chờ cơ quan điều tra. Trước đó vào sáng ngày 4 tháng 8, nhà chức trách Nghệ An cho biết, khi kiểm tra hai nhà dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, họ phát hiện trong nhà hai hộ này nuôi nhốt 17 con hổ trái phép. Mỗi con nặng trên dưới 200 kg. Làm việc với giới chức hai hộ này cho biết, mua hổ từ Lào khi chúng còn nhỏ rồi đem về nuôi nhốt nhiều năm vừa qua tại nhà. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm của đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm toàn cầu vẫn tiếp tục tăng cao. Phát biểu tại phiên họp ngày 5 tháng 8, ông Tedros nói, bất chấp sự phát triển của vaccine trong thời gian kỷ lục mà chúng ta đã đạt được cho đến nay, thế giới bây giờ đang trong thời kỳ nguy hiểm thực sự, nhiều thành quả mà chúng ta đạt được đang bị thách thức. Ông Tedros cho biết, biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao hiện đã được phát hiện ở ít nhất 132 quốc gia và tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt 200 triệu người, và con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Theo Tổng giám đốc WHO, 4 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu, nhưng hơn 80% số vaccine này tập trung tại quốc gia có thu nhập cao và trên trung bình. Nhân viên y tế và những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất ở các nước có thu nhập thấp không được tiêm vaccine trong khi một số quốc gia lại đang tiêm vaccine cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh thấp. Ông Tedros cho biết, mục tiêu của WHO là hỗ trợ mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số vào cuối tháng 9 tới, ít nhất 40% dân số vào cuối năm nay và 70% dân số thế giới vào giữa năm tới. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một trợ lý điều dưỡng bị liệt sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính phủ Hàn Quốc sau khi cô được công nhận là nạn nhân của một vụ tai nạn lao động. Thông báo của Cơ quan Phúc Lợi và Bồi Thường cho người lao động Hàn Quốc cho biết, nữ trợ lý điều dưỡng được tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca vào ngày 12 tháng 3. Cô này sau đó đã gặp phải tình trạng song thị, liệt và được chẩn đoán viêm não cấp. Sau khi xem xét, cơ quan này đã phán quyết có mối liên hệ giữa các tác dụng phụ của việc tiêm chủng. Việc được công nhận là nạn nhân tai nạn lao động sẽ mở đường cho nữ trợ lý điều dưỡng này nhận các khoản tiền trợ cấp và bồi thường từ chính phủ Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, với các bằng chứng hiện có, chưa thể xác định trường hợp của nữ trợ lý điều dưỡng này là do tiêm vaccine. KDCA cam kết sẽ tiếp tục điều tra khi có thêm thông tin mới. AstraZeneca đã tránh đề cập đến trường hợp người phụ nữ tại Hàn Quốc khi phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 8. Hãng này khẳng định an toàn của người được tiêm chủng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhấn mạnh, vaccine COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người trước các biến thể nguy hiểm. Thông qua một quỹ bồi thường, chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng chi đến 10 triệu won, tương đương với khoảng 8.747 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng vì vaccine COVID-19. KDCA cho biết, tổng cộng 1.562 trường hợp bao gồm 14 trường hợp tử vong, đã được xem xét bồi thường do các tổn hại liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19. Trong số này, có 983 trường hợp đã được nhận bồi thường, nhưng vẫn chưa có ca tử vong nào được bồi thường. Vẫn tiếp tục với một diễn biến có liên quan khác. Trong 2 tuần vừa qua, có 7 cư dân của một nhà dưỡng lão ở Bỉ đã tử vong do nhiễm biến thể Colombia của virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia về virus học, của trường đại học Leuven đã phân tích và xác định chủng virus này. Theo hãng tin Reuters, các cụ đã ở tuổi 80 đến 90 được tiêm vaccine đầy đủ và vốn có thể chất yếu. Tại nhà dưỡng lão này, có 21 cụ và nhiều nhân viên chăm sóc khác cũng bị nhiễm biến thể Colombia. Các nhân viên đều đã tiêm vaccine đầy đủ và cũng bị nhiễm bệnh với triệu chứng nhẹ. Biến thể nói trên lần đầu tiên được phát hiện tại Colombia, còn có tên ký hiệu là B1621 gần đây nó được xác định là có sự xuất hiện ở Mỹ, nhưng rất ít thấy ở châu Âu. Mark Van Raster, chuyên gia virus học của trường đại học Leuven cho biết, việc có đến 7 cụ tử vong do Covid-19 là điều đáng lo ngại, nhất là khi tất cả đều đã được tiêm vaccine đầy đủ. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa biết liệu biến thể Colombia có dễ lây lan hơn các biến thể khác hay không. Tại Bỉ, biến thể này chỉ mới hiện diện ở mức dưới 1% các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác định. Tỷ lệ này ở Mỹ là 2%. Biến thể chiếm ưu thế ở Bỉ hiện nay là biến thể Delta với tỷ lệ bao phủ 95%, sau đó là biến thể Alpha. Chuyển sang phần tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan tuyên bố chính phủ nước này có thể cân nhắc rời khỏi Liên minh châu Âu EU vì những nỗ lực tống tiền trái phép của tòa án hàng đầu của khối liên quan đến tranh cãi về một đề xuất cải cách tư pháp. Phát biểu trên nhật báo Ba Lan, Zirik Pospolita hôm ngày 6 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Jebik Diogiopro lên án EU trước khi chính phủ nước này có phán quyết cuối cùng vào ngày 16 tháng 8 về việc tuân thủ một quyết định của Tòa Công lý EU hay đối mặt với những tổn thất tài chính tiềm tàng. Ông pro cảnh báo Ba Lan sẽ không ở lại EU bằng mọi giá. Lời đe dọa được gửi tới các quan chức EU phản đối sự can thiệp của khối đối với những vấn đề nội bộ của Ba Lan, cùng với một tuyên bố cứng rắn mới đây của chính phủ nước này rằng họ sẽ không khuất phục trước hành vi tống tiền bất hợp pháp của Liên minh do tòa án công lý thực hiện. Sự bất đồng giữa EU và Ba Lan tập trung vào cải cách tư pháp của quốc gia thành viên, được khởi xướng sau khi đảng luật pháp và công lý lên nắm quyền tại quốc gia Đông Âu vào năm 2015. Các cải cách đã thay đổi tuổi nghỉ hưu của các thẩm phán tòa án tối cao Ba Lan dẫn đến việc loại bỏ 20 thẩm phán, thay đổi nhiệm kỳ của các thẩm phán tòa án thông thường và áp dụng một biện pháp cho phép tất cả các thẩm phán bị điều tra và trừng phạt vì những phán quyết tại tòa. Phán quyết gần đây của tòa án công lý EU tập trung vào ý cuối cùng, trong đó, Ủy ban châu Âu yêu cầu Ba Lan giải tán một phòng giám sát kỷ luật đối với các thẩm phán bị các chính trị gia đối lập và EU cáo buộc mang tính chính trị. Tiếp theo chương trình là một tin nóng đáng chú ý từ nước Mỹ. Thưa quý vị, thị trấn đào vàng lịch sử Greenville trên dãy núi Sierra Nevada thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ được thành lập hơn 150 năm trước. Vào ngày 5 tháng 8 đã hoàn toàn bị thiêu rụi sau trận cháy rừng lớn nhất của tiểu bang. Theo AP, đám cháy rừng đã săn bằng hầu hết khu trung tâm lịch sử của Greenville và để lại các khối nhà trong đống cho tàn. Cảnh sát trưởng hạt Plumas Tom Jones, một cư dân lâu đời của Greenville, nói rằng hơn 100 ngôi nhà cũng như các cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy. Anh nói, trái tim tôi tan nát bởi những gì đã xảy ra ở đó. Chúng tôi đã mất Greenville tối nay. Dân biểu Mỹ Doug Lamanfa, người đại diện cho khu vực cho biết trong một video Facebook đầy cảm xúc, không có lời nào cả. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý từ Trung Quốc. Nhân viên sân bay ở 5 thành phố ở Trung Quốc mắc COVID-19 dù đã được tiêm vaccine đầy đủ. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 8, một ca nhiễm virus corona cũng được xác nhận tại sân bay Mỹ Lan ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Trước đó, các nhân viên sân bay ở Bảo An, Thâm Quyến, Nam Kinh, Thành Đô và Thượng Hải cũng được xác nhận nhiễm bệnh. Hiệu quả của vaccine Trung Quốc luôn gây tranh cãi trên trường quốc tế. Vào ngày 5 tháng 8, Tổng thống Chile Pinera trong một bài phát biểu trên truyền hình cho biết, Nước này sẽ tiêm liều vaccine tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai liều vaccine Sinovac của Trung Quốc. Vaccine được sử dụng trong mũi tiêm bổ sung sẽ là AstraZeneca. Kế hoạch này sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Vào tháng 3, dữ liệu do chính phủ Chile công bố cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine Sinovac của Trung Quốc chỉ đạt 58,5%. Hồ Hân, một hóa danh, người làm việc tại sân bay Thâm Quyến, chia sẻ với The Epoch Times rằng chúng tôi đã hoàn thành hai mũi vaccine nội địa vào tháng 2 năm nay bạn không thể làm việc ở tuyến đầu mà không có vaccine. Nhưng vaccine có thể không có hiệu quả, cũng có thể do virus đột biến. Vaccine hiện tại không thể ngăn ngừa lây nhiễm. Những hình ảnh được cư dân mạng gửi lên Twitter cho thấy, một trường học lưu ý rằng từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8, học sinh trung học cơ sở từ 15 đến 17 tuổi phải hoàn thành việc tiêm phòng. Lần này, việc tiêm phòng là nhiệm vụ chính trị và phải được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành. Ngô Tây, cư dân thành phố Nam Kinh nói với The Epoch Times rằng, thanh niên có thể chất mạnh mẽ và có một mức độ miễn dịch nhất định. Hiện chúng tôi đang sắp xếp học sinh đi tiêm phòng và các em sẽ không được đến trường nếu không được tiêm chủng. Người này cho rằng việc này có liên quan đến lợi ích, chẳng hạn như nhà sản xuất dược phẩm, các mối quan hệ trồng chéo trong đó thực sự rất phức tạp. Một đoạn video được công chúng đăng tải cho thấy vào ngày 1 tháng 8, khi trường trung học cơ sở Giang Âm ở thành phố Võ Tích, tỉnh Giang Tô tổ chức tiêm chủng cho học sinh tại nhà thi đấu, một học sinh có biểu hiện xanh sao và đổ mồ hôi trong thời gian quan sát sau khi tiêm chủng. Sau đó bắt đầu co giật. Khi xe cấp cứu đến nơi, học sinh này đã trong tình trạng nguy kịch, nhưng không có báo cáo chính thức từ chính quyền địa phương. Ngoài ra, sáng ngày 5 tháng 8, Cao Phi, một nhà hoạt động nhân quyền ở Hoàng Cương, Hồ Bắc, đã bị cảnh sát triệu tập vì nghi vấn chính sách tiêm chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lên tiếng cảnh báo học sinh địa phương. Một số người trên NetEase Post 3 Đại Lục đã viết rằng trong đợt dịch lần này ở Nam Kinh, tỷ lệ người nhiễm bệnh được tiêm chủng rất đáng kinh ngạc, gần như gần 100%. Vào ngày 6 tháng 8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NEC cho biết, nước này đã ghi nhận 124 ca nhiễm mới trong ngày 5 tháng 8. Đây cũng là số ca mắc mới theo ngày cao nhất trong đợt dịch mới nhất của nước này. Theo báo cáo, trong các ca nhiễm mới, có 61 ca nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Giang Tô, 9 ca ở Hồ Nam, 6 ca ở Hồ Bắc. Khu tự trị Nội Mông, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hải Nam và Vân Nam đều ghi nhận một ca trong cộng đồng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng không thể tin được số liệu do chính phủ Trung Quốc công bố. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết 7 khu vực cấp tỉnh của nước này đã ghi nhận các ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới nhất. 153 khu vực của Trung Quốc báo động nguy cơ COVID-19 ở mức cao và trung bình, con số cao nhất kể từ sau đại dịch ở Vũ Hán vào năm ngoái. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Kỹ sư Trung Quốc từng chèn sóng truyền hình tiếp tục bị bắt giữ sau 13 năm tù giam và tra tấn. Thưa quý vị, tờ Epoch Times đưa tin, cuối tháng 6 năm 2021 vừa qua, ông Lã Khai Lợi, một kỹ sư từng trải qua 13 năm tù giam và tra tấn, đã tiếp tục bị cảnh sát bắt cóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Trường hợp của ông Lã Khai Lợi đang nhận được sự quan tâm từ quốc tế vì 16 năm về trước, Ông đã bị bắt giam và tra tấn sau khi tham gia vào việc chèn sóng đài truyền hình Trung Quốc để phát đi một bộ phim tài liệu phơi bày thủ đoạn giết người và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2018, ông Lã Khai Lợi được trả tự do sau 13 năm tù trong tình trạng sức khỏe suy yếu do nhiều năm bị tra tấn. Hơn nữa, một tai nạn trong tù đã khiến ông Lã bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sinh hoạt hàng ngày của ông Lã phụ thuộc vào các thành viên trong gia đình tại tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 20 tháng 6 năm 2021, bà Tôn Yến, vợ của ông Lã Khai Lợi, về nhà vào buổi tối và nhận thấy ông Lã đã biến mất. Sau khi tìm hiểu suốt một ngày, bà Tôn được tin cảnh sát đã đột nhập vào nhà họ và bắt cóc ông Lã tới một trung tâm giam giữ. Khi gia đình ông Lã đến trung tâm này, họ chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lao ra, chở ông Lã đi mất. Sự việc này đã được báo cáo trên trang minhhui.org một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp, tức là các nhân chứng trực tiếp tại đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trường hợp của ông Lã được quốc tế quan tâm từ sau lần ông bị bắt giữ và tra tấn vào năm 2005. Sau khi ông cùng với 7 người khác tham gia vào việc chèn sóng truyền hình Trung Quốc để phát đi một bộ phim tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra từ tháng 7 năm 1999. Nhóm của ông Lã đã tiếp nối chuỗi sự kiện chấn sóng truyền hình gây chấn động Trung Quốc, khởi phát từ tháng 3 năm 2003. Các tờ báo và người dân tại nước Đức từng biết đến và hỗ trợ trường hợp của ông Lã thông qua những nỗ lực của ông Quách Cư Phong, một người bạn của ông Lã sang Đức ngay trước khi cuộc đàn áp pháp luân công bắt đầu. Được biết, bà Tôn Yến, vợ của ông Lã, từng là một giáo viên mầm non cũng từng bị tù giam nhiều lần vì dám phản đối và cung cấp thông tin về cuộc đàn áp với những người xung quanh. Trong tù Bà Tôn Yến đã bị lạm dụng tình dục kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra vào năm 1999 tới khi ông lã được thả vào năm 2018 thời gian hai vợ chồng ở bên nhau là chưa đến một tháng theo các báo cáo của minhhu.org ông lã đã bị tra tấn trong 3 trung tâm giam giữ khác nhau trong suốt thời gian 13 năm bị cầm tù ông lã bị giật bằng dùi cu điện bị nhốt vào xà lim và cho ăn thức ăn của lợn trong nhiều ngày các cơ trên chân của ông Lã đã co rút vì bị xích lâu ngày. Ông cũng bị cưỡng bức lao động trên các cánh đồng ngô, các mỏ đá và công trường xây dựng. Vào tháng 8 năm 2010, ông Lã bị rơi từ sân thượng khi đang làm việc tại một công trường. Một ngày trước đó, ông đã bị tra tấn bằng dùi cu điện liên tục suốt 4 giờ đồng hồ. 14 tháng sau, khi gia đình ông được nhà tù cho phép gặp mặt, Ông Lã đã không đứng dậy được nữa và không thể nói gì trong hơn 10 phút vì quá yếu ớt. Đây là lý do khi được thả tự do vào năm 2018, ông Lã đã bị liệt. Trong thời gian 3 năm hồi phục sau khi được thả tự do, ông Lã tiếp tục tập pháp luân công và đã có thể tự đi lại sử dụng nạng. Tuy nhiên, ông vẫn chưa tự chủ được hoàn toàn việc tiểu tiện. Theo thông tin mới nhất, ông Lã đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Diêu Gia ở Đại Liên. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một cập nhật đáng chú ý sau đây. Hàng triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thập kỷ tới. Thưa quý vị, từ các vùng của Đức đến thành phố New York ở Hoa Kỳ, mùa hè này đã chứng tỏ sức tàn phá của lũ lụt. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy sẽ có nhiều người hơn nữa sống ở các khu vực dễ bị lũ lụt trong thập kỷ tới đây và cho thấy dân số ở các khu vực có ảnh hưởng nặng bị lũ lụt đang gia tăng với tốc độ lớn hơn những nơi khác. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày nay đã sử dụng các quan sát vệ tinh hàng ngày về lũ lụt trong 913 trận lũ lớn từ năm 2000 đến năm 2018. Trong thời gian đó, 255 đến 290 triệu người đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước lũ. Các tác giả cũng nhận thấy rằng mức tăng dân số ở những khu vực này đã tăng 34,1% nhiều hơn mức tăng tổng dân số toàn cầu là 18,6%. Điều này có nghĩa là Số người sẽ bị lũ lụt đe dọa trong thập kỷ tới gấp 10 lần so với số người ước tính đã phải hứng chịu lũ lụt kể từ đầu thế kỷ này. Chỉ 13% quỹ thiên tai được dành cho việc chuẩn bị và giảm nhẹ lũ lụt, mặc dù Hoa Kỳ đã phải chịu thiệt hại do lũ lụt 613 tỷ đô la Mỹ từ năm 2000 đến năm 2019. Phân tích mới cũng xem xét lũ lụt do vỡ đập và tuyết tan, không chỉ do mưa nhỏ. Các dự báo về biến đổi khí hậu cho thấy Đến năm 2030, tỷ lệ người dân phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt sẽ tăng thêm. Các tác giả nghiên cứu dự đoán rằng 57 quốc gia nói riêng, bao gồm các khu vực của Bắc Mỹ, Trung Á và Trung Phi sẽ trải qua sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ dân số của họ phải hứng chịu lũ lụt. Các tác giả nghiên cứu cho biết, phương pháp tốt nhất để biết cách thích ứng là có thông tin về nơi lũ lụt đang xảy ra và ai sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của chúng. Một kỹ thuật tiềm năng là di chuyển người dân ra khỏi khu vực sẽ bị ngập lụt. Đó là những gì Sri Lanka đã làm sau trận sóng thần vào năm 2004, khi quốc gia này yêu cầu người dân di chuyển 100m từ bờ biển. Tương tự, Ấn Độ cũng đang cân nhắc việc di chuyển người dân ra khỏi các khu vực dễ xảy ra lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong tháng 7 năm nay, nhiều quốc gia trên toàn cầu vừa phải trải qua một đợt mưa trên diện rộng ở Trung Âu và Nam Á, Đông Á, dẫn đến lũ lụt tại Đức Bỉ, Hà Lan cũng như tại Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc. Các đợt lũ lụt này đã khiến hơn 1.000 người tử vong và thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 7 tháng 8 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.